Ôi, xin chào các bạn nha, bây giờ mình đang ở bến xe quê hương nha. Bây giờ mình sẽ đi bác xe Chính Nghĩa đó đón ở đi Bình Trắng các bạn. Bây giờ mình đang chờ xe đấy nè, lát nữa xe đấy là mình sẽ qua cho bạn xem nha. Đó, đây là cảnh nè, để sang đây đón xe phía trước á, xe nó thấp vô đây rồi mình lên xe rồi sẽ chạy Bình Trắng luôn nha, tại vì nó không cho chạy Bình Trắng, nó hạn chế xe lớn đi á. Xin chào các bạn, bây giờ mình đang ở trên xe Chính Nghĩa để vào Sài Gòn. Đây là xe Chính Nghĩa Việt Nam nha, limousine. Và bây giờ mình sẽ quay cái cảnh đường cho bạn xem nè.